Sáng nay, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chuẩn y kết quả bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025, chủ nhiệm và phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 và quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về phân công cấp ủy viên nhiệm kỳ 2020-2025. Dự lễ công bố có Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Theo đó, quyết định số 2505 ngày 9 tháng 11 năm 2020 của Ban Bí thư chuẩn y kết quả bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 10 đồng chí và chuẩn y đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Chuẩn y 3 đồng chí Mai Thị Ánh Hồng, Lê Đình Cường, Trần Văn Đông, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã có quyết định điều động, phân công đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 thôi giữ chức Trưởng Ban Nội chính Thành ủy đến nhận công tác tại Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025, điều động phân công đồng chí Võ Công Chánh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy đến nhận công tác tại Ban Nội chính Thành ủy, giữ chức Trưởng Ban Nội chính Thành ủy. Điều động phân công đồng chí Nguyễn Thanh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy thôi giữ chức Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy, giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng. Phân công bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy. Tiếp nhận phân công đồng chí Đoàn Ngọc Hùng Anh, Ủy viên Ban Thường trực Thành ủy đến nhận công tác tại Ban Dân vận Thành ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Dân vận Thành ủy. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc mừng năm đồng chí được Ban Thường vụ Thành ủy giao nhiệm vụ mới và tin tưởng các đồng chí được phân công, xác định và nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mình trên cương vị công tác được phân công. Bắt tay ngay vào công việc tham mưu, Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị cán bộ công chức, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng tiếp tục phát huy đoàn kết, hỗ trợ tích cực cho các đồng chí được phân công nhiệm vụ mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.